Thì anh chị mới lấy xe VF7 hay hỏi em là xe này thì trang bị được phụ kiện gì? Thì hôm nay bên em đang có 3 xe luôn. Một xe màu đỏ, một xe màu đen và một xe bản giới hạn, Hỏa Long độc bản nè. Đó thì em sẽ giới thiệu từng xe làm những gì cho các anh chị tham khảo ha. Vì 3 xe này làm cũng khá khá đó và đầy đủ tất cả những phụ kiện dành cho VF7 rồi. Nên tiện thể em làm clip cho các anh chị tham khảo rõ hơn ha. Đây là chiếc Hỏa Long em làm rồi nha. Hai chiếc này vẫn đang làm, chiếc này đã làm rồi, chuẩn bị bàn giao. Em vừa rửa xong. Đó thì đầu tiên là cửa hít nha, các anh chị thấy. Cửa hít thì anh quay sát mép này nè. Đây. Xe thì đóng mở cửa nó hơi nặng ha. Xe VinFast thì nó nặng từ trước giờ rồi. Cửa cũng rất là nặng. Đó, nó chắc chắn như thế này nhưng mà đóng mở cửa nó hơi cực thiệt. Anh có làm thêm cho nó là một cửa hít. Cửa hít 4 cửa luôn. Đây. Cửa hít này là cửa hít lắp zin hoàn toàn nha. Đó, em gửi lại cái ngàm zin cho khách. Sau này khách về zin bình thường. Đó. Và bao bảo hành hãng nha, tất cả các phụ kiện liên quan tới điện bên em đều bảo hành cho các anh chị. Đó, các anh chị yên tâm sử dụng ha. Vào bên trong đi. Bên ngoài thì em có làm cửa hít. Đó, hiện tại chỉ có cửa hít thôi. Rồi. Phi cách nhiệt. Đó, phi cách nhiệt em đã dán sẵn ha. Rồi, bên trong vừa mở cửa ra các anh chị thấy có led nội thất nè. Xe này là hoàn toàn không có led nội thất nha, bản thấp, bản cao hay bản giới hạn đều không có led nội thất. Đó, led nội thất này là bản xịn nhất nè, bản có thể chạy được nhiều led trên một thanh. Và có luôn cả vòng loa. Ngoài ra còn có chỗ yên ngựa nữa nha. Nhưng mà khách không thích chỗ ngựa nên không làm. Chỗ này nè. Nó làm đường led chỗ này rất là đẹp. Khách không thích ha. Đó chỉ làm led cơ bản thôi. Đường trên và loa. Và gầm ghế. Đó nó có 4 gầm ghế dưới này. Nó hơi sáng anh chị khó thấy ha. Về đó là led nội thất. Cửa hít. Ngoài ra còn làm cam hành trình nha. Em đang đi dây. Cam này là cam Vietmap M1. Có màn hình để hiển thị biển báo giao thông. Đó, thì xe này còn làm thêm một món rất là quan trọng nữa, đó là rèm che nắng kính trần nha. Thì xe này có cái kính trần rất là đẹp đó, nó thấp với cái đầu của tài xế nên là phải làm thêm rèm điện vì nó rất là nóng. Mặc dù các anh chị có dán hai lớp phim thì nó vẫn rất là nóng, bắt buộc phải lắp thêm rèm ha. Rèm này thì em thiết kế là riêng cho xe VinFast VF7 này luôn. Em sẽ tháo cái trần này xuống và em làm cho nó một cái khung sát khớp luôn, nó bo theo cái góc của cái trần. Sau đó em làm cái rèm điện độc quyền của anh em lắp lên nữa thì rất là tuyệt vời. Rèm nó có sẵn vải màu đen luôn, khung là khung xám đen, nó tiệp màu với trần luôn ha. Giờ em sẽ đóng mở thử cho các anh chị xem. Nút đóng mở thì em để ở đây, một nút mở, nút đóng rất là dễ sử dụng, bỏ một cái là được. Motor đi cực êm luôn. Đây bộ rèm tốt nhất cho xe VinFast mà các anh chị có thể tìm trên thị trường hiện tại đang độc quyền của anh em nha. Và VF9 em vẫn có bộ rèm này ha, xe này là xe thứ hai làm rèm điện ha. Thì giá thành nó cũng khá là cao mọi người, tiền nào của nấy. Bộ rất là xịn, rất là êm, rất là bền ha. Cơ cấu làm sẵn hết rồi, em về em chỉ làm lại khung thôi. Em nhập cả bộ về và chỉ làm lại khung cho nó bắt sát và nó bo theo cái trần đẹp nhất có thể thôi. Còn cơ cấu đó là làm sẵn hết đó, nhập về một thùng của cái rèm rất là to, thùng rất là to, rèm rất là mượt ha, rất là sang rồi hợp với xe. Xe này mấy anh chị lắp mấy cái rèm xấu xấu nhìn kỳ lắm, bấm đóng mở tiện lợi ha. Chị mua cái rèm hít mỗi lần mở ra đóng vào nó rất là cực rồi. Xe này thì làm những phần như thế, giá thành của xe này cũng khá là cao đó, vì bộ cửa hít tầm gần 20, bộ rèm cũng tầm 20 đó, rồi lặt vặt nữa. Xe này làm ở trên 50 triệu. Rồi xong một chiếc xe Hỏa Long độc bản, em qua xe khác đi. Xe này thì làm những phần này, còn xe này em vừa mới nhận. Xe này thì có làm cửa hít nè. Hai xe đều làm cửa hít ha. Đó, xe đỏ này làm cửa hít nè. Cửa hít được các anh chị rất là ưa chuộng nha. Cửa xe VinFast rất là nặng. Đó. Đóng hơi cực. Rồi ha. Với lại cái nút đóng cửa vào á, đóng cửa vào nó không có cái tay cầm ở đây, mà nó có tay cầm ở đây giống VF8 nè. Mấy anh chị đóng vào nó rất là nặng luôn. Đó. Cái lực mình nắm chỗ này đóng vào rất là khó, thà nó có tay cầm ở đây đóng sẽ rất là nhẹ. Đó, làm cửa hít như thế này thì kéo nhẹ vào thôi, vào cái khất như này. Đó, nó tự vào luôn, không cần dùng lực mạnh để đập nó vào. Ngoài ra xe này có trang bị full BBF ha. Và đang cho làm đèn. Đèn này là đèn theo kích thước theo tiêu chuẩn của size zin luôn. Đèn là đèn vuông. Lúc trước em có làm một chiếc màu đỏ nhưng mà là đèn tròn. Đèn tròn là phải bỏ cái chụp này luôn. Bỏ cái chụp này. Còn bây giờ em sẽ làm cho nó một cái bộ đèn với kích thước giống zin luôn. Em vẫn giữ lại cái chụp này, thay cái lồng bên trong thôi, thay cái pin bên trong thôi ha. Đây, chiếc này là mới tư vấn khách, chuẩn bị làm. Chiếc đỏ này thì làm đèn ha, trước mắt làm đèn, còn vẫn đang tư vấn khách. Đó, để xem anh làm thêm được gì không. Xe này em vẫn đang làm nè. Xe này thì làm ceramic nè, phi cách nhiệt, thảm sàn, rồi combo loa. Đặc biệt là sẽ nói về combo loa nha. Thì xe này thay toàn bộ loa luôn, toàn bộ loa cánh cửa, thêm amply, thêm DSP và thêm súp gầm. Vì xe này hoàn toàn không có súp và không có amply. Sẵn tiện em thay thì khuyên khách thay luôn loa cánh cửa luôn.
nên canh chỉnh cho nó hay, cho nó trọn bộ đầy đủ luôn. Thì anh có lắp led, bộ led nội thất, bộ này là phiên bản thấp nha, phiên bản chỉ có một màu nên thanh led thôi. Rồi bên em đi đường rất là đẹp đó, anh em đi led nội thất rất là đẹp ha. Nó có khe ở đây nè, biết lắp mới lắp được đẹp như thế này ha. Nếu không nhiều chỗ gác nó sẽ dán bên ngoài, nó không biết cách mở này kia, nó không có lòn vô đây được. Rồi em sẽ quay bộ loa đi. Cái xe này làm loa xong, làm led xong, xong xuôi hết rồi mới làm ceramic sau nha. Vì sợ ảnh hưởng tới ceramic, ceramic em cho làm sao. Loa thì quay lên đây đi. Loa em cho các chị quay coi loa cánh trước đi. Loa cánh thì em sẽ thay một loa như này và một loa trép bên trên. Loa như này nằm bên trong rồi, thay tương tự loa zin không khác gì, trên loa trép có khác biệt nè. Loa trép thì chỗ này không có chỗ lắp, loa trép thì nó nằm trên tắp lô. Phương án để mà thay loa trép bắt buộc phải hạ tắp lô, mà hạ tắp lô rất là cực, nên em tư vấn khách một cái rất hay là lắp ở trên cột A luôn, khoan lắp trên cột A luôn, nó nghe nhạc hay hơn nhiều. Tại vì lắp ở đây âm thanh nó sẽ dội lên kính, dội ra, và lắp ở đây nó dội thẳng vào không gian xe luôn ha. Khoan lắp rất là đẹp, không có mất thẩm mỹ đâu, vì thường người ta đổ loa bao quay người ta cũng phải làm trên cột A này mà, nghe nhạc hay hơn á. Loa trép em sẽ làm ở đây, còn loa cánh em sẽ làm dưới bình thường. Nó chỉ khác biệt phần này nha, loa cánh chỉ khác biệt phần này thôi, còn lại là như nhau đó. Rồi mình tới tiếp theo cái bộ amply và bộ sub đi. Bộ âm ly và sub em cũng thiết kế phía sau cốp rất là đẹp đó. Em cắt một tấm gỗ xong em lót, xong em để mấy cái thiết bị đó lên. Thì phía sau cốp em có làm cho nó một cái tấm gỗ đó, cái tấm gỗ, và em đi đường điện ở dưới, tấm gỗ đặt sát dưới sàn, đi đường điện đi lên cho nó đẹp ha. Nếu mà không có tấm gỗ này thì nó sẽ lộ hết cái đường dây điện đó. Thì em sẽ đặt một cái DSP càng âm ly ở đây và một cái sub điện helix ở đây. Em có một clip thi công của các anh em gửi lên cho các anh chị xem ha. Đó, dây em đi rất là đẹp luôn, rất là chuẩn chỉ. Đây là bộ cầu chì nè. Đó, khoan cái lớp gỗ này lên xong bọc da lộn lại xong đưa lên như thế này. Rất là đẹp, rất là chắc chắn. Khách rất là khen ha. Ngoài ra thì cái xe này em còn đặt thêm cái tấm chi cốp ở đây. Cái tấm đặt lên cái đây này nữa của Huvi tầm 2 triệu đó, đặt lên đây nữa. Đó, khách đóng mở lên rất là đẹp. Rồi em sẽ làm khoan lỗ cho âm thanh từ đây lên. Đó, để che phần này, khách muốn xem thì mở lên xem. Đó, đóng lại xong để đồ vô bình thường. Đó, đây là xe làm loa đầu tiên của mình nha. Mình làm rất là nhiều xe phát với 7 luôn. Xe đây là một trong những xe đầu tiên làm loa này. Thì hệ thống loa này khách bảo là nghe muốn bình thường quá nên muốn mới nâng cấp. Trước mắt là khách nâng cấp sub thôi, nên em tư vấn lên là sẵn tiện thay luôn để canh chỉnh cho nó dễ. Đó, canh chỉnh tổng quát xe nó dễ, còn thay sub nó chỉ hỗ trợ một phần bass thôi, nghe nó không quá là khác biệt nhiều, nó hỗ trợ bass thôi. Còn thay như thế này có thể canh chỉnh tùy theo ý khách hàng luôn. Đó, này combo này tầm khoảng dưới 40 triệu thôi, dưới 40 triệu các anh chị có thể thay được 4 loa cánh, một bộ âm ly, bộ DSP và thêm một cái sub nữa là đầy đủ bộ combo âm thanh nè. Này bộ cơ bản nha, còn những phần nó cao cấp hơn nữa nó thì tùy túi tiền khách hàng thôi. Vừa rồi là em đã review chi tiết các phụ kiện mà em làm cho ba xe VinFast V7 này. Đó, các anh chị tham khảo có phù hợp với xe của mình có thể liên hệ bên em. Bên em sẽ tư vấn chuyên sâu hơn về sản phẩm cũng như giá cả nha. Và cũng như những cái món đồ nào mà phục vụ được tốt nhu cầu của các anh chị nha. Em cảm ơn nhiều ạ.